đến với video tiếp theo của ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với cái trận cầu tâm điểm của các cái lượt trận giao hữu được diễn ra vào khung giờ sớm ngày mai. Vào lúc 17 giờ chiều mai, ngày 15 tháng 7 năm 2023, thầy trò nhà David Moyes sẽ có chuyến du đấu đến Australia để thực hiện cái trận đấu giao hữu thứ hai của mình sau cái kỳ nghỉ hè vô cùng phấn khởi của cả tập thể câu lạc bộ West Ham. Búa tạ sẽ có cuộc chạm trán với câu lạc bộ Burnley Grossi, đội bóng hạng nhất của Úc. Có thể thấy được là cái tinh thần của búa tạ đang rất cao trào sau khi đánh bại Fiorentina ở cái trận chung kết cúp C3 để khắc tên mình lên chiếc cúp danh giá bậc nhất của châu Âu. Qua đó thì cũng đã kết thúc cái mùa giải 2022-2023 với cái thành tích trên cả mong đợi. Trở lại sau cái kỳ nghỉ dưỡng của cái mùa hè, trong cái niềm hân hoan vẫn còn đang lâng lâng, nhưng họ cũng đã không quên nhiệm vụ của mình. Mới đây nhất thì thầy trò nhà Moyes cũng đã có trận giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Boham trong ngày 11 tháng 7 và búa tạ cũng đã hủy diệt đối thủ này với tỷ số lên đến 4-1. Và ở cái trận đấu tới đây thì họ tiếp tục được kỳ vọng sẽ đè bẹp Burnley Glory để mang đến cái niềm vui cũng như là niềm tin của người hâm mộ trước khi quay trở lại nước Anh trong cái màn so tài ở cái trận giao hữu với gà chọi Tottenham ngay trên sân nhà của đối thủ. Trong khi đó thì đối thủ của họ tới đây là Burnley Glory trong cái trận giao hữu này thì cũng đang có một cái thành tích không mấy ấn tượng ở cái mùa giải vừa rồi. Cụ thể là họ cũng chỉ được xếp ở cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau khi cái giải đấu này được kết thúc. Và nhìn vào cái thành tích có được của đội bóng này thì chúng ta có thể thấy được một cái kịch bản khá là đáng buồn cho họ trong cái 10 trận đấu vừa qua tại A-League trước khi khép lại cái giải đấu. Burnley Glory chỉ có được 2 chiến thắng trước các đối thủ mà thôi. Họ cũng đã để thua 4 trận và hòa 4 trong 10 cái trận đấu còn lại. Và cái điều này cũng đã đánh mất khá nhiều niềm tin của người hâm mộ dành cho thầy trò nhà Ruben Rakovic. Sau 26 vòng đấu trước các đối thủ thì họ cũng đã ghi được 36 bàn thắng cho mình và cũng đã để thủng lưới lên đến 46 lần. Điều này thì cũng cho thấy là hàng thủ của họ luôn chơi không tập trung và cũng mắc phải quá nhiều sai lầm trong những trận cầu vừa qua. Và đây cũng đang là cái điểm yếu lớn nhất của đội bóng này mà họ cần phải cải thiện trong mùa giải tới đây anh em nhé. Trong khi đó thì phía West Ham lại đang có được cái hàng công cực kỳ tốt. Cùng với đó là cái sự thăng hoa với chức vô địch cúp C3 mới đây cũng đang tạo đà cho thầy trò nhà David Moyes có được cái sự phấn khích trước tất cả các đối thủ. Và bằng chứng là họ mới đánh gục Boham với cách biệt lên đến 4-1. Đội bóng đã nằm trong top 6 của Nations League. Với cái sự chênh lệch lớn về đội hình cũng như là đẳng cấp vượt trội về cái đấu trường chính của hai đội bóng thì chúng tôi cũng đánh giá cao cho một chiến thắng đậm dành cho West Ham trong trận cầu giao hữu này. Và kịch bản trận đấu sẽ có thể khép lại với không ít hơn 4 bàn thắng được ghi cho cả hai đội bóng anh em nhé. Và với những thông số cụ thể mà chúng tôi cũng đã đưa ra nhận định ở bên trên thì những anh em nào quan tâm đến cái trận đấu này, các bạn hãy dựa vào những phân tích mà chúng tôi đã đưa ra để có thể lựa chọn cái kèo chơi chất lượng nhất cho mình. Vì hiện tại khi mà chúng tôi làm video thì vẫn còn đang là rất sớm. Vì vậy kèo nhà cái cũng vẫn chưa cập nhật để chúng tôi tham vấn cho các bạn trong cái trận đấu này. Khi mà kèo nhà cái ổn định và có được thông tin xác thực nhất trước giờ bóng lăn thì lúc đó chúng tôi sẽ chốt kèo sớm trong các hội nhóm để anh em có được cái sự đầu tư hiệu quả nhất cho mình. Và nếu như các bạn quan tâm đến cái trận cầu này thì có thể trao đổi trực tiếp với kèo bóng tôn tử qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram @kèo bóng tôn tử để được tham vấn cũng như là sẽ vào nhóm nhận kèo miễn phí ở cái trận đấu này cũng như là tất cả những trận cầu tâm điểm trong ngày khi chúng tôi cập nhật được những thông tin tối ưu nhất về những đội bóng nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép khép lại video này ở đây. Xin cảm ơn tất cả những anh chị em cũng đã lắng nghe và quan tâm ủng hộ cho kèo bóng tôn tử. Và nếu như các bạn thấy yêu mến thì hãy ủng hộ mình bằng một lượt like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để góp phần giúp chúng tôi ngày càng phát triển và ra thêm nhiều video chất lượng về những trận cầu siêu hấp dẫn để dành tặng cho toàn thể quý anh chị em. Cuối cùng thì Tôn cũng xin kính chúc toàn thể các bạn
sẽ luôn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và chiến thắng tất cả những cái trận đấu mà các bạn sẽ quan tâm trong ngày và đêm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em trong những video tiếp theo.